Danida là dự án hỗ trợ các doanh nghiệp của chính phủ Đan Mạch khi đầu tư vào Việt Nam. Từ năm 1997 đến nay, từ sự hỗ trợ vốn và những thông tin về thị trường Việt Nam của dự án Danida mà nhiều doanh nghiệp Đan Mạch đã tìm thấy cơ hội đầu tư thực sự tại thị trường hấp dẫn với hơn 80 triệu dân. Stist Halsten và Hans Holrup là một cặp vợ chồng doanh nhân thành đạt tại Đan Mạch đầu năm 2007. Khi có ý muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Việt Nam, họ đã được dự án Danida của chính phủ Đan Mạch hỗ trợ về thông tin thị trường và nguồn vốn để tìm đối tác liên doanh tại Việt Nam. Sau một thời gian tìm hiểu, Stist Halsten và Hans Holrup đã tìm thấy công ty Giftviet Limited của Việt Nam có cùng ngành nghề kinh doanh với công ty của họ tại Đan Mạch là Gist Emblems Fabrics AS có thâm niên 120 năm trong lĩnh vực sản xuất và nhập khẩu các sản phẩm quà tặng lưu niệm, huy hiệu, bản tên, cúp, kỷ niệm chương, vân vân. Để có thể toàn tâm toàn ý cho Global Gift, một công ty liên danh đã được hình thành giữa doanh nghiệp Việt Nam và Đan Mạch, cặp vợ chồng Sist Halsten và Hen Horup đã quyết định đưa cả gia đình sang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Thật tình cờ chúng tôi biết được dự án Danida và đây là cơ hội để chúng tôi được đến với đất nước Việt Nam xinh đẹp, thân thiện và hấp dẫn. Chúng tôi đã quyết định sang sinh sống và làm ăn lâu dài tại đây. Thị trường Việt Nam với 80 triệu dân là một thị trường to lớn với tốc độ tăng trưởng không thua kém thị trường Trung Quốc. Với may mắn gặp được đối tác Việt Nam có cùng ngành nghề và phong cách chuyên nghiệp, cơ hội làm ăn của chúng tôi tại đây chắc chắn sẽ phát triển rất tốt. Sự kết hợp giữa công nghệ Đan Mạch và sản phẩm tinh xảo của Việt Nam sẽ cho ra những sản phẩm chất lượng cao và trên thị trường lại có thêm một thương hiệu mới của sự liên doanh. Đó chính là hiệu quả cụ thể từ những chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới đang thực hiện như dự án Danida của chính phủ Đan Mạch.